cái kênh của mình. Ngày hôm nay mình chia sẻ thêm cho anh em một cái bước tính xí ngầu, được chưa? Có ba cái điểm xí ngầu để anh em dựa theo, đó chính là xí ngầu 1 này, đấy, cộng xí ngầu 2 và thêm là xí ngầu 3 ở đây. Và chúng ta là có ba điểm xí ngầu đúng không? Ví dụ xí ngầu 1 đó là 4 đi, xí ngầu 2 đó là 5, xí ngầu 3 đó là 1. Chúng ta có đây là một cái điểm 10 đúng không? Và trong một cái, đây mình sẽ ghi cầu được 10 đây. Thì trong cái ba điểm này thì em sẽ lấy những cái điểm nào mà sắp xếp. Ví dụ em lấy lại cái điểm xí ngầu 2 đó là 5 đúng không? Bỏ qua xí ngầu 1 và xí ngầu 3 thì lấy nguyên xí ngầu 5 thôi. Là chúng ta là có một cái 5 điểm lẻ. Đấy, điểm lẻ này thì em sẽ bắt thật tài cho mình 11 ở đây là tài, ví dụ là 12 đúng không? Ok, được tài 12. Và đây nhá, thì nó chẳng tài người xỉu như thế nào. Thì đây, thì đây là cái điểm 1 này, 3 này, 5 này, 7 và 9 thì chúng ta bắt vào tài. Đây là cái điểm lẻ đúng không? Còn 0, 2, 4, 6, 8 thì chúng ta bắt thật xỉu nha. Đây là cái bước để mình soi. Và tiếp tục một con tài 12 thì nó có thể chạy theo xuống là 5 5 4 3 đúng không? Tài 12 thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ soi vào cái điểm chính của 2, biết nó là chạy không về thì nó là 4 đúng không? 4 thì nó lại có là xỉu thì chúng ta sẽ bắt là 12 9 đúng không? Thế là cầu 1 đúng không? Và tiếp tục con xỉu 9 này chúng ta là có 1 4 3, cầu 4 là 3 là một con xỉu 234 nhầm anh em nha. 234 là chúng ta có một con xỉu 9. Thì một con lại sau tiếp là xỉu mùa 2 đó là 4 ở đây. Thì chúng ta lại có xỉu á, biết nó gãy cầu. Thế này buộc con xỉu 7 này. Đấy. 7 thì chúng ta có tiếp tục là 4 1 3 đúng không? Thế thì 3 này là 1 ở giữa này là điểm lẻ này. Thì chúng ta bắt tiếp con tài. Con tài 13 đi, 73 đi đúng không? Chúng ta đơn giản đúng không? Và tiếp tục quốc tài 13 thì chúng ta phải có là 4 này, 4 và 5 làm quốc tài 13 đúng không? Là chúng ta phải soi ở giữa này, đó là 4 là chẵn. Thì chúng ta phải có một con xỉu 10 biết. Đấy là con số ví dụ anh em nha. Con số mình phải xem xác suất thôi. Bất kỳ khi mà anh em gặp phải những cái điểm chỉ ngầu này, anh em soi như thế nào để bật luôn y xỉu như thế. Nhớ là chỉ lấy 9 ngầu 2 thôi. Còn 2 xỉu ngầu 1, xỉu ngầu 3 thì cứ tắt hết đi. Tắt hết đi, để nuôi 9 ngầu 2 cái đội bị loại, được chưa? Để được soi điểm chính ngầu cực kỳ là hiệu quả của mình. Cứ từ tầm 10 tay thì chúng ta sẽ hút 9 tay, được chưa? Chứ nhiều khi mấy ông bảo là ăn 10 trên 10 thì chỉ có hôm nào may mắn thì ăn thâu nhỉ, còn hôm nào mà đen lắm thì chỉ mất một tay thôi, đúng không? Gọi là đấu đạp cầu, những người đạp cầu thì mình phải nhận ra kịp thì nó sẽ kiểu nó sẽ tự gãy, đúng không? Nên vì thế mình chỉ gãy một tay thôi, mình không gãy nhiều. Nên là vì thế anh em cứ tự tin áp dụng với cách soi xỉu ngầu 2 của mình vào thì cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao nha. Và nếu như mà chạy nghịch thì tức là sao? Thì hai tướng này nó sẽ đảo nhau, tức là 13579 nó không phải về tài, nó về xỉu, hoặc là 02468 nó về xỉu, mà nó về tài. Nhưng mà trường hợp mình bị xỉu láo, nên là vì thế khi mà anh em soi bất ngờ, ví dụ như con năm ở đây thì anh em sẽ không phải là năm mà có tài nữa, đúng không? Ví dụ như 10 ở đây nhá, 5 không phải tài, nhưng mà 5 ở xỉu thì có thể là 5 ghép 10 này, 4 nó không phải xỉu, nó là tài. Tài đúng không? Thì đây là con tài 12 chẳng hạn. Đấy. Thì 4 đây là không phải con xỉu nữa, mà chúng ta là đi bắt nghịch, chúng ta đi con tài 11 đi, đúng không? Và lên cái điểm lẻ thì chúng ta sẽ là có một con xỉu. Và đây là cái điểm chẵn thì chúng ta có một con tài, đúng không? Đấy, đấy là cái cầu anh em nha. Đây là cái cầu 2212 hoặc là 2211. Đây là cái dạng cầu mà dạng đây là mình thấy cũng rất là nhiều ở trên những con game bài thủ thường. Mình cảm thấy nó là một cái cầu cực kỳ là đa dụng ở trong cái tháng này. Và đấy là cách chạy thuận này. Đây này, đây là thuận anh em nha. Đây là chạy thuận này. Còn đây là chứng minh này. Đây là chứng minh anh em nha. Và hai cái cầu này nó có khác nhau hoàn toàn không, đúng không? Bởi vì là mỗi khi mà mỗi cái điểm nó chạy ra như này thì đều là có xác suất của nó và mình có tính được ra theo nó thôi, chứ không phải là mình dựa theo bất kỳ ở một cái điểm bịa ra nào, đúng không? Và đây là con số mình lấy ví dụ, mình sẽ nhắc lại, đây là con số mình lấy ví dụ. Còn khi mà anh em gặp phải những cái điểm phiên anh em chơi, những cái điểm phiên, những điểm chính ngầu đúng như thế nào, bắt nguyên y xì như thế cho mình,
từ những con chỉ ngầu, ví dụ 6, chỉ ngầu 1 cũng cho thấy một là lẻ bắt cô tài, hoặc hôm nào chạy nghịch thì một là lẻ thì chúng ta bắt phải xỉu, đúng không? Hoặc con 6 thì thôi, nó là điểm chẵn, thì nào thuận thì nó vẫn là xỉu, nó lẻ thì vẫn là tài. Thế là vì thế khi mà anh em tham gia vào chơi, em nhớ kỹ là soi và tìm cái xu hướng chạy của nó nhé. Thì tầm 2-3 tay đầu trong phiên đấy thì em chỉ cần 2-3 tay đầu nó chạy hôm đấy là cứ theo chẵn thì cứ theo thuận thì mình vẫn sống hệt như đây là cứ chẵn tài để xỉu, chẵn xỉu một lại tài, còn nằm trong nghịch thì cứ chẵn tài để xỉu anh em nhé. Nên là anh em ghi nhớ cho mình ở chỗ này, và mình sẽ bổ tốt hơn cho anh em một cách đi vốn phù hợp với cái đoạn này nhé, đủ combo luôn chưa. Nhiệm vụ đơn giản thôi, ví dụ mức vốn của anh em có là 10 củ mức vốn phổ thông đi để cho nhiều anh em tiếp cận được nhé, thì anh em sẽ tính ra là 5 tay đúng không, 5 tay cho mình, mỗi tay thì anh em sẽ đi ví dụ là 2M, mỗi tay đi 2M anh em nhé. Hai mờ năm tay này anh em hút thành công thì anh em có là tổng kết ra đây là chúng ta là có là 10 mờ rồi đấy. Thành ra thì chúng ta sẽ có một mã 2 mờ về tài khoản, đúng không? Rất chi là đơn giản thôi, bởi vì là riêng cái gì cái công thức, cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ đến với anh em thì cái tỷ lệ thành công nó cực kỳ là cao luôn anh em nhé. Thế là vì thế khi mà anh em tham gia chơi thì em nhớ áp dụng cái soi điểm chỉ ngầu 2 của mình, đảm bảo là hút 100% luôn. Đấy thì video này mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn anh em ở những video sau mình lên những công thức hay hơn nữa và cái chiến thuật chơi cực kỳ là ổn hơn nữa để anh em có thể tham khảo tham gia vào chơi cái bộ môn này nhá. Ok thì chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video sau, bye bye anh em nhá.